luyện tính kiên trì, đặt ra thời gian cho mỗi nhiệm vụ, quyết tâm theo đuổi nhiệm vụ cho đến khi hoàn tất, không bỏ dở giữa chừng. Chấp nhận thất bại, thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Hãy rút ra bài học từ những thất bại đó để không ngừng tiến bộ. 5. Tự đánh giá và điều chỉnh. Theo dõi sự tiến bộ, ghi chép lại quá trình học tập và những kỹ năng đã phát triển. Điều chỉnh kế hoạch khi